Vậy thôi. Vậy cái gì là cái gì sẽ nào? Wi-Fi. Wi-Fi đâu? Một người xem này. Để anh chú đợi đi, xem đi cuối. Không quên rồi. Ngon. Ok. Rồi mời xem nha. Quên tôi đi một lần. Nào cái đi anh đây. Tôi đến xem nha. Anh đi anh đây. Ok. Rồi đi bình luận khác. Không người. Chào mọi người nhé, chào ba người xem nhá. Mình chia sẻ với mình này. Mình chia sẻ like được chia sẻ làm. chua. Anh để có lòng không có gì đi chuyển. Ai đi đi. Ai đi. Từ từ nha. Hôm nay anh chị ra trên tầng à? Ừ, đang lên tầng nhà xong rồi lên trên tầng rồi. Sao chết rồi? Đẹp mà. Anh nhớ người thứ hai người chia sẻ thì mình cũng nên. Sao không đi đây chào tất cả mọi người nhá. Đây hello các kiểu đây, hai người hello nhiều đây, kích ai người ngoài cũng kích la sập sập la rồi. Mình bị ốm rồi ạ. Nói lại hết cỡ Chị nói to lên em nghe đẹp quá. rồi. Mình đặt một lò là bộn mà cũng phải chốt đơn. Có thế á? Ủa Chắc là bị mất công chị trình để lại cho số em điện thoại đấy, cái chụp này hình cho. Chắc là mất công mình rồi. Đấy, để cái ẩn cô đây cũng ảnh mọi người. Người cái xẻ nó đâu người là không nên xả. Xẻ thân thế nào? Hôm nay thì mình ngay ở trên tầng. năm mình lên trên nhà mình rồi, nhà mình xong rồi, mình hoa nhà mình Chưa xong. xong rồi, sắp xong. Ai mua hàng thì mọi người để lại số điện thoại giúp mình nha. Hôm nay mình có các sản phẩm về trà, mình làm ra tất cả các sản phẩm về trà. Ồ, anh để xin lấy được Anh chị có like TikTok không? TikTok chưa? Anh chị like nha. mai mọi người nha. Mình đang bán trà này, bán một chỉ mặt với heo đậu mụn. Like là trà bông su nhá. Mình có chuyện đấy. Ăn quả gì đây? Bác muốn nhất của Cái chanh. chanh Chào mọi người nhá, mọi người ấn cho mình muốn chia sẻ nào. Ok, thì mình muốn cho ăn quả bắp. Còn sao bác nói xem cho nhá. người xem Em giới nha. thiệu đi, hôm nay em giảm trái, giảm sao ăn Chào Yến Nhi nhá. Người vào nhanh mình lên trà cho mọi người này. hôm nay Được mình gặp giảm tất Vân cả nha, các sản sản phẩm. phẩm ngon. Gọi cô Thư Mê Lai. Cô Thơm nè, cô Thơm rồi, cô Thơm đang dọn nhà. Ăn gọn tí mọi người Anh thì lấy muối nhỉ. mới vào nha. Thơm nhà, phải Không cô có Thơm. cô thơm buồn lắm. Nó hay không ở đây. Mẹ mình đang đang cậy hết nhà luôn mọi người ạ. Ngon từ sáng tới tối rồi đấy, đang cậy đấy. Chào 52 người xem mới chưa ra hàng mới chia sẻ cho mọi người ơi. Người ăn chanh không? Chanh lắm. Mọi người tin mình ăn hết cả chanh này không không nhớ mắt không? Chào Vi Thị Uyên nha. Như cái mạng để đang cất trên quán Cường đang trên ngoại rồi ạ. Ngớ bên mình đang bán tất cả tám loại trà quý nha, trà cỏ ngọt tại đang hết rồi. À, trà cỏ ngọt với trà có đỏ đang hết rồi quý nha. Mỗi trà lượng muối còn trà lượng muối còn này, trà sơn tra còn trà sơn tra này quý ơi. Cảm ơn anh nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó pha trà hoa nhài, trà đâm sen, trà cam thảo này. Nào quá đơn làm thôi. Cái năm sáu người xem đó, mọi người cứ xem anh ơi. Anh sẽ nốt lại. Anh thấy em chưa? Các sản phẩm trà của mình đang giảm giá nhé. Mọi người mua trà của mọi người ơi. Bạn nào mà mua hàng mình sẽ tặng cho bạn một cái thạch nha. Cái này dai ngon lắm. Mình ghi nhỏ phần bình luận mọi người nhá. Người nào mua hàng là người liên hệ qua để cho mình phần bình luận đấy. Một là Zalo, hai là mình tin trực tiếp, ba là người mua ở TikTok thì được miễn phí ship nha. Hiện tại là trà của mình là đang giảm giá tất cả các sản phẩm, ví dụ nhá, như cái sản phẩm trà nước sen này nè. Lần trước là mình bán 120.000 một cái 100g, bây giờ mình giảm còn 100.000 100g không? 100g là rất là nhiều, nhưng cái túi này cái dùng thủ đã dùng rồi. Trà thì mình có thể pha cốc cũng vẫn được nhá, mà pha vào ống và tách trà là càng tốt. Người nên pha vào cái tách trà người hay uống thì nhiều hương vị nên thật đã hơn. Này là khi là chưa ngấm hết này. Ly trà này của mình có khoảng 2 ngày cam thảo ở tâm sen này. 2 ngày cả cân à, tâm sen thì mất ngủ. Cam thảo thì nát. Cam thảo nó gan. Sản phẩm trà này là chung là tốt sức khỏe mà mọi người mua về cho gia đình cũng là rất hợp lý nha. Chúng ta tất cả sản phẩm hình là mình đang giảm giá từ 20 đến 30 nghìn một sản phẩm. Hàng bom bao nhiêu vậy chị? Hàng bom mình bán hết đồ. Xem hết rồi. Hàng bom lớn đi chưa chưa? Hàng bom lớn thì nó chẳng gì cả. Còn hàng bom nhỏ nhỏ thì nó bị nó bom mèo thì mình xem hết rồi. Chào mọi người mới vào nha. Mọi người buổi sáng. Có gì vui không? Có gì vui không? Trung thu và tập trung không ạ? Tụi mình chưa không ạ? Tụi mình trung thu là múa mầm mầm. Người bình luận cho mình có cái nói chuyện không nhớ lần cái gì? Mọi người xem bản thân không? Mình gọi mẹ thơm lên. Mình có bán cả thì ra bổ sung mặt cho mọi người nha. 7.000 một lọ. Được 2 tháng. Bây giờ tích được 45.000. Một tuần mà dùng một lần, tức nào mà dùng một vài tháng hết. Bạn lắc quá. Không nghe thì nói gì hết. Thôi mọi người. Mọi người nghe nói gì không? Em bán cho mặt hàng là vậy em. Chị ơi, em dạy em bán trà nhá. Trà thì em bán là trà một gối này giảm cân này, trà hoa nhài giảm cân này, cảm ơn chị đọc xem nhá, trà sơn tra cũng giảm cân này, trà hoa cúc là bổ máu này, lành các vết thương cho mỗi người có sức khỏe yếu này. 180.000 quả cũ nhá, trà mới là 160.000 một túi như này thôi, túi hoa cúc này rất là nhiều, to lắm ấy. Nhiều lắm ấy. Trà cam thảo là sức 120.000, giờ còn 100.000 thôi. Cam thảo công dụng là mát gan, rối loạn tiêu hóa, đau sốt, bảo vệ gan, miễn dịch, ngừa ung thư, thanh nhiệt giải độc. Ngoài ra cái trà cam thảo này mọi người pha với những trà khác là có vị ngọt, làm người dễ uống hơn. Đấy. Nhiều khi là mình pha một cốc trà như vậy là cho cái cam thảo rất là ngon. Có thuốc tăng cân đâu, nhưng không có thuốc tăng cân nhá, mình chỉ có trà mà. Trà ăn ngon ngủ ngon hỗ trợ chức năng tăng cân thôi, còn không có không tăng cân nữa. Cái sản phẩm của mình là từ kiểu đông y, nên là sẽ tăng cân từ từ, nó không kiểu như kiểu là thuốc tăng cân là
béo phì đâu. Mọi người pha trà, mọi người có thể pha cốc như mình nhé, hoặc là mọi người pha bằng tách. Bạn bạn lắc quá để mình xem nào. Xem lại. Xem mình bắt. Alo mọi người. Mạng khỏe đấy mọi người ơi. Mọi người ơi. Mạng khỏe thế nào? Mạng khỏe chưa mọi người, bình luận mình phát à? Vừa đấy cái lát quá. Mình luận xem mạng khỏe chưa? Xem mạng nó khỏe chưa nhỉ? Đây cả 4 cọc sóng đầy ạp đây. Tất cả sản phẩm trà với anh em là đang giảm giá. Kiểu giá gốc luôn mọi người ạ, em xả giá gốc cho mọi người luôn. Thế bây giờ tầm này đây chúng mình lấy hả? Anh lấy ạ. À, trà thì một là mọi người uống nóng như mình cũng được này. Đây mọi người pha xong mình uống luôn là nó sẽ nóng này. Hai là mọi người có thể pha đá vào uống ngang pha xong khi nó ngấm xong rồi mọi người đổ đá vào uống là được này, là nó mát này. Đấy, mình slide rồi. Các bạn nhé. Mọi người cô chị lên bạn. Mọi người trà mọi người ok mọi người nhé. Mọi người muốn hiểu về cái hiểu sản phẩm gì không? Trà trà mình có những cái loại trà đó chức năng là giảm cân, tăng cân. Tăng cân tăng ngủ ngon mọi người ạ. Mất ngủ. À, bên đây từng có một loại trà đấy đây đây. Không, trà đấy không. Không bán. Nghe đổ. Năm lọ máy. Còn năm lọ bán sao mà mình trà cái quả mình bán gần hết rồi, còn ít quá. Trà của mình nhá, nói chung là các sản phẩm trà của mình là kiểu là những liều thuốc, kiểu liều thuốc đông y ấy, nên là nó rất là dễ uống, nó đảm bảo an toàn, không giống như các quả thực phẩm chức năng khác là nó như kiểu là thuốc mất ngủ hay là thuốc giảm cân. Cái này là trà táo cỏ đông trùng hạ thảo của mình nhá. Cái mỏ này thì em mời. Cái này có công dụng chính là tăng cường sinh lý, tăng sức khỏe của mình nha. Đúng rồi. Chúng ta nói rồi em, để lại ha. Đúng đấy đấy mà. Mình ăn có bỏ kìa. Ừ. À. Buổi sáng là một người mà uống trà, uống trà như vậy là gì nhỉ? Bây giờ mà khi mọi người đi học là mọi người mang tách cái trà này vừa uống mọi người là cân cho cung cấp nước cho cơ thể nha quý nhá. Thế là muốn được ra đi mình được đi được ra mình phải đi mình phải cung cấp nước đầy đủ người ạ. Thế mình có trà uống được đặt ra không nhỉ? Ăn một gì đấy. Chào bà nha. Mẹ mình làm hôm nay chưa nghỉ nha. Hôm nay con được cái gì? Mình muốn gì? Trà. Mọi người có ai mua bột rửa mặt ủng hộ chưa? Mình được bột rửa mặt đúng không? Biển ơi! Hello, xin chào mọi người nha. Chào mọi người để vào xem mẹ con nhà hàng livestream nha. Đây này bà Thơm này bận đến nỗi mà tóc không kịp chải đầu luôn. Tóc ạ. Suốt buổi chiều nay không quay rồi, tôi suốt buổi chiều này. Xin chào mọi người nha. Hôm nay bà Thơm giới thiệu còn có loại trà gì nhỉ? Nay trà mùi cối còn nhiều không? Còn nhiều. Trà mùi cối nay giảm còn 50k nhá mọi người. 50k đúng không? Vâng, 50k. Ừ, trà mùi cối tôi cũng bảo đó là mùi cối 50k. Cái nụ cối này bé lắm nha, mình tìm rất khó, bây giờ lấy một cây cối chắc là chỉ được mấy tiền quá nụ cối. Còn trà hoa nhài này cũng thơm lắm này, 80k nay giảm bao nhiêu? À, còn 70k. 80k còn 70k, cái này 50k này. Trà sơn trai mà trà tâm sen còn nhiều không? Cái tâm sen này. Tâm sen là đang 120 giảm giá còn 100.000 mới nha. Trà tâm sen 120 giảm giá còn 100.000 nha. An thần hạ hỏa trí mất ngủ, ổn định nhịp tim, huyết áp thanh nhiệt, giải độc, chữa u tai, bí tiểu, di tế.
tính thế này dùng cho tất cả mọi lứa tuổi nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người sẽ ra mọi người chiếc thẻ mình mọi người. Mình xả hàng mọi người ạ. Xả 120k này, 120k nhá mọi người nhá. Đây, trả tâm xe này. Mọi người nghĩ đâu là mọi người giảm giá 20-30 nghìn mọi người. Nói chung giảm giá lỗ rồi mình bán nó cứ lô hàng 450 gói mọi người ạ. Bán mãi chưa hết. Chưa ai đặt hàng. Bây giờ bán bao giờ được hết cái số hàng đấy rồi. Hay là chà có chà tham khảo này. Chà tham khảo để bác Thơm đọc cho mọi người xem nhá. Chữa rối loạn tiêu hóa này, ho sốt này, bồi bổ cơ thể, bảo vệ gan. Cái này đặc biệt là bảo vệ gan nha mọi người. Tăng miễn dịch này, ngừa ung thư này, thanh nhiệt giải độc nha. Cái này mình mua kết hợp chà tâm sen này, chà hoa nhài kết hợp với này. Chà tham khảo này thì kết hợp ba thứ nhá mọi người. Alo alo, anh ngủ hồ thế nào? Chẳng thấy ai đặt hàng mới bao giờ hết số hàng ở đây. Mọi người nếu mà chưa uống nhiều thì mình mua về uống thử nha. Nhiều người mua chẳng, người bảo người vậy là người đi men, người bảo là ngon lắm. Cũng ngon xong họ lại đặt nữa đi. Họ lại đặt nữa mọi người, tại vì người ta bảo là ngon nên người ta mua cho gia đình với em. Con này là bà Thân giới thiệu là một quên kem bột mụn 40k, 5k hay 50k? 50k, 50k bây giờ giảm xuống còn 45k nhá các bạn nhá. Bột rửa mặt thảo dược này, bà Thân đọc cho mọi người nghe nhá. Bột thảo dược bảo dược này, bạch chuột này, dương quy này, bạch chi này, hoàng quỳ đậu này, đậu xanh, đậu đỏ này, hoa cúc khoai nhài, trà xanh tinh chất này, cám gạo, tam thất này, nhân sâm và một số thảo dược khác này. Rửa sạch bụi bẩn dưới da này, giúp ngăn ngừa trì mụn này, sạch thâm này, loại bỏ tế bào chết này, phục hồi trắng da này, tẩy trang này, ngày dùng thay thế cho sữa rửa mặt nhá. Dùng cho phụ nữ sau sinh và cho con bú, dùng cho tuổi dậy thì nhá. Ai muốn mà mặt hết nám hết tàn nhang thì mua một thử mặt cho mọi người. Muốn hết mụn hết nám hết tàn nhang thì mua một thử mặt mọi người nhá. Tất cả chào tất cả mọi người đang xem, chẳng cần phải nói khoảng 5 tháng trước mọi người theo dõi bạn thôi này. Hai cái mặt bà Thơm này đây là mụn này, nám hết hai mặt này. Đấy, mụn nám hết hai mặt này. Do bà Thơm là có người giới thiệu nên bà Thơm dùng bột rửa mặt thảo dược nhá, không phải là mà dòng lột mụn rượu đâu nhá. Cái này là bột rửa mặt nhá, thay sữa rửa mặt nhá. Dùng cho từ tuổi dậy thì trở lên nhá, tuổi nào cũng dùng được nhá. Đây, đây mọi người thì thấy mặt bà Thơm chưa, đây này, quay gần mọi người xem này. Tối rồi tắm rửa sạch sẽ để không có bất cúc hay là phấn son gì hết nha, tự nhiên nha. Đấy mọi người dùng chưa, ngày xưa bà Thơm còn lọc hai bên đây này, nám tàn nhang giờ hết nha. Mọi người mua ủng hộ đây. Ai đây, trà hồng mộc đây. Mọi người nhìn trà hồng mộc à, quên. Đi mua cái túi rửa sạch riêng. Hôm nay là ta xả trà bia mình xả hết đấy mọi người. Giảm giảm. Hai mẹ con livestream. Hai mẹ con livestream mà chả ai ủng hộ, chả ai đặt hàng gì. Hello hello chào mọi người. Chào Chính Mùi đang xem nha, chào Nguyễn Thu Yên nha, chào Nguyễn Thu đang xem nha, đang xem thì đặt hàng đi nha. Bán đỏ cái hàng thôi nha, bán đỏ còn 1-2 gói mình ạ, à, không bán đâu. Cái hàng rồi để xuống đi. Còn mỗi cam thảo còn hàng này, hoa nhài còn hàng này, cam thảo 100 nghìn, giảm 100 nghìn, hoa nhài là 70 nghìn. Sơn cha giảm còn 60 nghìn, tức là giảm 60 nghìn luôn. Vì tâm xem đây nè. Tâm xem đây. Tâm xem 120 là khoảng 100 nghìn nha mọi người. Tất cả là tỏ mình không biết bản thái. Có 54 người đang xem. Mỗi lần trà nó có công dụng khác nhau. Người mua về là cho người trong gia đình, những anh vẫn ngủ này. Kể cả người, nếu mà người không sao mà mua về cũng vẫn được nha. Như nhà mình vậy, nhiều khi mình cũng mất ngủ thì có lúc cũng có không vậy. Nhưng mà mình có pha một trà là cả nhà luôn. Không phải là một người hay là không phải là các bạn mất ngủ thì gia đình không có được đâu, nó ăn cũng được hết, không mất ngủ thì nó bổ trong trong người đấy.
Trà này cho đá rất là uống này. Khi mà người pha trà xong, người trà này ngấm mà đổ ra nước rồi, ra nước trà người cho một hai cục đá uống rồi. Đã luôn. Ôi, chào tất cả, có 50k người đang xem, 48 người đang xem cũng ít thế. Sau này này chị buồn quá. Lâu rồi anh chim, 2-3 ngày anh chim một lần, 2-5 ngày anh chim mới trả hàng một lần. Cái keo đậu phụ này bán thì thật mọi người là một tuần một người dùng cái keo đậu phụ này dùng đúng chỉ khoảng 2 lần một tuần, mà mỗi lần được dùng thì có lớp mua lớp bảo thôi. Cái lọ này mọi người nha, cùng lắm là người lột lột cả mặt cùng lắm là 2 tháng một người dùng hết cái này, không thì 3-4 tháng một người hết được cái lọ này. Cái lọ này bé thôi nhưng mà mỗi lần bôi lớp bảo này lột ra, mà một tuần bôi được 2 lớp thôi, gọi là 1 tháng bôi 4 lần, 8 lần, 8 lần không hết được cái lọ này. Cái lọ này 4-5 tháng mới hết được cái lột bụng này. Còn một rửa mặt mẹ mình thì Hai khoảng tháng 2 tháng. một rửa mặt 100k xuống còn 80k không? 70k 100k giảm còn 70k nhá, 70k mà rửa được 2 tháng thì mọi người nhìn thấy không? Đây để mùi đây bật thơm đấy gần thì mọi người xem rồi đấy, mùi đấy. Đầu tiên thì mùi nhưng mà rửa dần da sẽ sáng. Các chị em nào mà muốn da trẻ đẹp thì mình phải dùng cho bản thân mình nhá. Nếu mà chưa dám xài nhiều dùng nhiều thì mình cứ mua thử một lọ để mình dùng thử nha mọi người. Dùng thích lắm, đảm bảo thích lắm luôn đấy. Có mắc vào đây Livestream đó. Sao hôm đầu livestream đông người xem hay livestream trả lời không biết sao mấy ông đợi chim không? Không phải vậy mà gì? 800 người xem không? Mấy like đấy. Chắc mấy anh ạ? Sao muốn like được đấy mở mấy đông người xem? Đọc thấy like thì tất cả tiền. Sao vậy? Là chim cũng có nhân chẳng ai xem. Like em cho máy hàng xem. Máy hàng vậy, máy hàng của ai không gọi đâu. Mà lấy máy năm đăng, chín mà người lấy xem máy đăng ra chi vậy? máy vẽ thơm cho la chi có 2 người xem. Mấy em lại bảo mấy mấy em muốn đăng mình lên link cái lúc mình tương tác nhiều các mọi người ít quan tâm mình đăng ảnh đấy rồi, cái từng đấy mai mỗi ngày mình phải đăng một ảnh kèm cái trà đăng 2 quát là mọi người biết là mình bán trà nhờ người à. Ờ, hôm nay lên phòng mới mà không ai mua ủng hộ, không ai nhắn tin ủng Mới liên quan gì hộ. bắt đầu là sản phẩm tốt thì mọi người mua ấy, còn không phải là bắt người mua đâu. Sản phẩm bên mình là tốt lắm mọi người mua về uống này, chứ không phải là bán theo kiểu bán kiểu đồ đâu, quán này bán để mọi người sử dụng đấy. Có xin đến đang ngồi học ăn gì đây, chanh cũng ăn, không tha gì chanh quả chanh cũng quả chanh cũng ăn 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 cũng một chanh chứ thật người ăn nghén à, nghén này là sao? Nghén cơm vàng. Chào. Ê, sống à, rồi á. Thi biển, ô có ai là tên mình cũng có thi biển. Để thi. Chào mọi người nhá. Lương Chào Nguyễn mọi này. người. Chào chị Đường Nguyễn Sơn này. Nguyễn Như Anh này. Nhớ Có đó ai hát, rồi nhớ nhá. hát bài của bạn hát mình nghe. Chào anh. Cảm mình hát hay lắm mọi người ạ. Mẹ mình nhạc vào bolero là tôi hết mình luôn. Mẹ ai mổ mổ con quả đất luôn nào. Tao hát được không nhạc. Băng 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 mẹ ăn. Chiếc phải ăn chua này, mình ế răng ra hết là ăn chua với nhầm ngoan. Còn mọi người xin lỗi. Đúng ạ. Mọi người bị bận mọi người, có bị bận à? Tôi hỏi hai cái gì nè? Mọi người tương tác đi mọi người ơi. Hay là mình không mình, hay là em phải lấy người khác xem mà có bị bận không? Hay là mình không nhìn thấy bị bận hôm trước vậy? Tôi thấy vậy. Hôm trước thấy mọi người đang xem. Còn 20%. Từ đây đến mẹ hả? Ở dưới nhà nhé. Tăng lên ngay hả? Hay là bị luận nhỉ? Sao mà thấy mẹ luận nhỉ? Mọi người bình luận chấm phát hả? Thấy Hello, hello, xin chào mọi người nha. Mọi người mua hàng ủng hộ đi nha. Mình không thấy một bình luận nào luôn. Kỳ lạ vậy. Sao thấy bình luận nào không nhỉ?
Chẳng Không, lẽ không là ăn qua được. tám người không ăn được à? Một người ăn được nhiều, cân đấu đâu một người. Cân đấu là sao anh để lên khoảng nhiêu nhiêu Không ăn được thật nổi đi. Có bảy bảy người không ăn được. Này. Sao nói chuyện nó không có bình luận nhỉ? Mọi người chỉ bình luận chấm phát à? Mình không thích bình luận đấy. Hello hello, ký ức gì? Ký ức của gió. Ký ức của gió. Ôi này. Đây này. Máy này xem được bình luận nhưng mà đấy có bình luận. Trời ơi, xin lỗi mọi người nha, ngày đấy bình luận máy này. Máy Trời ơi, máy này có bình luận, máy kia không có bình luận. Ảo không đấy, mọi người muốn gì mình gặp máy này nào. Xin lỗi mọi người nha, sự cố nhẹ. Chẳng biết sao thì máy kia không có bình luận. Có trà giảm cân không? Mình có trà giảm cân nhá. Ơi, nên trà giảm cân đi. Trà giảm cân này. Trà giảm cân đây. Trà hoa cúc trà hoa cối cho hoa cúc này biểu diễn đọc một dài vào anh em không có dài gì bạn nào bảo là người bình luận thế nào để mình đọc xuống người có không nào xem có lời đọc là người chấm phát ạ người muốn hỏi không người ơi có thấy cô đặt hai lọ không bệnh cháo biển hai lọ thì đọc cô. Bình luận một tí chứ không thôi chặt lắm chứ là cô nhá mày kia cháu không đọc bình luận cô đặt hai lọ cô gì nhỉ hai là bột rửa mặt đúng không cô? Đúng rồi cô xài cái bột rửa mặt này đảm bảo lần sau cô sẽ nhắn tin là lại đặt cái biển hết. Cô lại chỉ biển để cho em dùng bột rửa mặt cái này ra này được không? Thôi gần mọi người xem nhé hiểu không? Rất thích luôn nhá, thay sữa rửa mặt luôn nhá, nó hết được cái nám và tàn nhang mọi người, nó hết cả một luôn nhá. Sao ấy? Cái gì? Lượng nhiều lắm rồi, máy này nhiều lắm, mức độ cũng không này. Có dùng được sữa mặt không? Có dùng được nhé. Có dùng được nha, đây đọc cho mọi người nghe như thế nha. Mình lại ngồi im nha. Đây dùng cho bà bầu nha. Làm ướt mặt lấy một lượng và đủ dùng ra trong lòng bàn tay cho một tí vào là mình sệt sệt massage nhẹ nhàng nha mọi người. Sau đó rửa lại bằng nước sạch nha, dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú nhá. Cái này là lành tính nhá, và dòng thuốc bắc nha mọi người. Rửa rất da rất đẹp luôn. Rất tuyệt vời luôn. Đây đây. Đây đây. Chị Thanh ơi ông bà. Bị lỗi đấy ok nha. Bị lỗi đấy anh. Quá nhiều người của ông Hương. Cái cười là cái đăng à. Trời ơi. Cảm ơn. Cảm ơn. Đọt bột rửa mặt bao nhiêu ăn? Đọt bột rửa mặt 100k là còn 70k nhá. Nhá thử lên. Đúng là đừng cười. Đừng cười. Sợ hoa lắm. Mày bảo đăng à? Mày bảo tóc hơn thì cứ người. Cô Thơm ơi, quá điều cười của cô. Hồng Diệp ơi, đặt cho cô nhá. Đặt cho cô một lọ bột rửa mặt. Hồng Diệp muốn mặt đẹp không? Muốn mặt đẹp mặt để cho người yêu, để cho người, cho chồng, cho người yêu. Nói chung là đàn bà mình phải đẹp không? Mua mọi người mình bán cái này. Anh để lên like cho chưa? Bán cái này. Mang cái biển sáng cái này lại. Và trong phòng thờ có cái đây này. Sạc bên lại. Đúng rồi, cô mang cái này hai lọ rửa mặt đó cháu Việt à, cô mới nhận được bữa giờ rất thích cô đang cho mấy bạn có bồ xài thử. Đúng rồi, rất tuyệt vời luôn. Đúng rồi. Cảm ơn cô nha. Cô Hoa Nguyễn nha. Cô Hoa Nguyễn ơi, cô dùng cái này được mấy nữa là cô sẽ nhắn tin cho Biển là gửi cho cô. Chị, cái này toàn giáo viên dùng toàn nói chung là dùng một lần một lọ là dùng được 2 tháng rồi dùng được 2 tháng rồi lại muốn dùng tiếp mãi. Mọi người ơi, phải dùng cả năm nay rồi này. Bình luận nó bị ẩn đấy, máy kia mình không nhìn được, nhiều khi mình mất bình luận. Mọi người mua hàng, mọi người nhắn tin cho mình nhá. Là cách tốt nhất là mình có thể là làm đơn hàng cho mọi người. Sản phẩm của mình ngày hôm nay là giảm giá hết 20-30 nghìn trên một sản phẩm. Mình ví dụ cho mọi người xem, ví dụ trả 100 xem, 1 chiếc bán 120 là mình còn 100 nghìn thôi. Đấy, mình trả 20 nghìn trên sản phẩm đấy. Còn những cái trà hoa cúc này, mình
bán hôm trước thì bán 160 này, thì giảm khoảng 30.000 cho bỏ 160. Em gửi hàng chị ứng thì chứ không giảm 2.000, tôi bị giảm 2.000. Thế thì thường thường. Cái món này thường thường. Máy cái này để tiếp nhận, nhìn thấy bình luận. Mọi người mua mà, mọi người vào nick link của người nhắn tin cho mình nhé. Mày đang tin lên mày, mày tin hiểu. Đâu còn 20% đủ rồi. Hello, xin chào mọi người nhá. Xin phản hồi bao nhiêu ạ? Xin phản hồi của 3 ngày nha chị ơi. Như gia đình cô thơ của các bạn nhá. Có clip tới Ninh Giang không? Chỗ nào mình cũng ship hết, ở Việt Nam chỗ nào mình cũng ship hết nha. Chào Phương PM nhá. Máy này mình xem được bình luận, còn máy mình đang live stream. Máy cứ bảo xong ai cũng còn nào mình cũng thấy bình luận nào hết, không biết sao. Đang 3 người xem cả không ai bình luận. Ai mua hàng để lại số điện thoại nhá, để cho biển. Nhiều khi số điện thoại của mình hay bị mất bình luận đấy. Đang xem được. Cách tiếp hết là mọi người. Mọi người mua hàng những cái phần tin nhắn người nhà. Mua tao bỏ cái bút rồi, sao cái bút người ta cảm ơn nó mất tin tức rồi ạ. Ra mặt thương căng đẹp quá, mình để người xem cho căng như nào là căng. Đấy là bà gì, là bà gì tin chị gì đấy? Chị Trần Ánh Duyên, ra mặt cô thơm cao quá. Chị Trần Ánh Duyên ơi, cho em dùng cái loại này này. Một ngày rửa 3-4 lần thay sữa rửa mặt luôn. Ví dụ như sáng rửa sớm nhá. Xong là mình đi chợ, đi búa, đi làm một cái gì đấy về, mồ hôi mồ kê ra. Xong lại vào nhà vệ sinh lại rửa tiếp. Một ngày có thể rửa 2-3-4 lần. Rửa cái này rất thích là thảo dược lành tính nha mọi người. Không phải là lột hay là lột da hay là bất cứ cái gì đâu. Đảm bảo dùng một lần là muốn dùng mãi nhá. Cái này mới an toàn này, hôm trước bạn nào bảo là dùng cái này, dùng cái sản phẩm như này là nó bị bong mặn này. Ra mình lấy ra mình nếm, mình nếm nữa chứ mọi người sao không? Cái này là tổng cảm bọc hết nên là người yên tâm là nó không phải là nicotine hay là cái gì mà tin tin hết thì là phải đúng không? Nhìn ra mặt cô Thơm nha, cô Thơm năm nay già của cháu mình nhé, nhìn ra mặt nha. Ra mặt mình thì kéo mẹ mình kéo cũng là thù lắm nhỉ. Phụ nữ của mình phải chăm sóc cho bản thân mình. Mua nhiều bình chưa? Da xấu là mất tự tin, đi ra ngoài là không dám nhìn bạn bè, đi ăn cưới ăn xin đi đâu mà cái mặt da là nguyên mụn nguyên nám thì không dám nhìn ai. Trước mặt thông vậy đấy mọi người. Cúc Lê hãy bán thân đồ ăn vặt đi em. Em chỉ bán đồ ăn vặt nha chị nha. Bữa nay ra mặt thương càng phúc đẹp đó bị phủ tâm, nếu mà không phủ tâm còn đẹp hơn nữa. Đúng rồi. Bè ông chồng đi theo gái ấy, cũng không đẹp mọi người. Theo gái thì cậy theo gái chứ. Mình làm đẹp cũng phải làm đẹp đấy. Anh có cái gì cả đến trái đâu. Tôi biết là đẹp. Bên này có biển đấy mà. Chào mọi người em xem nhé. Thì vẫn em. Mọi người mua thì mọi người bình luận hoặc là mọi người đặt câu hỏi nhé. Mình vào cái này mình cần bình luận chứ. Mình vào ra còn lại cần bình luận. Ship Hà Nội bao nhiêu vậy em? Ship tất cả các tỉnh thành là dao động có khoảng 25.000 nhé mọi người nhé. Nhất là tiền có thời gian là khoảng 2-3 ngày. Chào chúc cô gia đình của tôi vui vẻ. Cảm ơn Hoàng Thị Liễu nha. Bạn thân con ăn nhiều quá vậy, ăn hết rồi, ăn được con rồi. Mua về cho bà Thơm ăn mới ăn con cái mà những quả. Thơm hả? Đóng cửa dạ. Anh cảm thấy còn phải lấy ra, nhưng mà bà tất cả mọi người chưa ra luôn nhỉ? Hello, xin chào mọi người nhé. Mọi người mua bà Thơm đi nhé. Một 45k. 50k giờ giảm còn 45k nhé. Chào, hát được. Bột rửa mặt thảo dược chị em nào mà dùng rồi hay là hiện tại đang dùng hay là người chưa dùng thì chúng mình hãy mua dùng thử một lần nha, nhìn ra mặt đã thơm chưa? Không có phấn son nữa đâu mọi người, không bôi một cái gì cả, thấy không? Ra mặt đẹp không? Cái sản phẩm mình nghĩ là tồn tại lâu nhất mình bán đó là bột rửa mặt, tại vì người ta mua lần đầu tiên, người ta mua lần thứ hai, người ta mua hết rồi cũng mua tiếp mọi người. Tại vì bột rửa mặt là nhiều người mua xong người ta tin như mình, người ta bảo là rất là thích, nhất là có cái thơm của cái thảo mộc ấy, làm dễ chịu hơn là các loại xà phòng thiết chữa da mặt.
ngoài thị trường ấy. Nếu mà ngoài thị trường cũng có loại có mùi thơm, nhưng mà cái này là cũng được cái là cảm giác khác lạ. Đây, đây mình bọc ngủ đây, da sáng dần đây. Thế mà thân đọc mọi người nhá. Cái này có thảo dược nhá. Bạch chuột này, hương quy này, bạch chi này, hoàng quỳ, đậu xanh, đậu đỏ của mọi người, hoa cúc, hoa nhài nhá. Này kết hợp có loại thuốc bắc trà xanh nhá, tinh chất cám gạo nhá. Có cả đặc biệt cả tam thất đấy, nên là da rất đẹp nhá. Nhân sâm luôn nhá, một số thảo dược khác này. Đấy. Cái này chủ yếu là bằng thảo dược rồi nhá. Bột rửa mặt làm từ thảo dược chứ không phải là bột rửa mặt làm từ hóa chất. Đúng rồi. Thảo dược và những cái thảo dược ở đây cần được ăn được như là đậu xanh, đậu đỏ, xanh, đậu đỏ, cam gạo, cam gạo ăn được nha. Nhân sâm ăn được nha. Nói chung là 10 dược liệu trong đây chỉ có đến 7-8-9 dược liệu là ăn được rồi, nên là rất là an toàn. Mọi người cứ nhìn thấy mặt bà Thơm là biết dùng được. Bà Thơm đảm bảo 100% luôn. Bà Thơm dùng gần 1 năm nay rồi mọi người ạ. Cách đây ngày trước mọi người không cần nói cũng xem bà Thơm đúng không? Xem mặt bà Thơm đúng không? Này bà Thơm mà có bạn chỉ cốt đấy, bạn Hằng đấy. Đấy mặt bà Thơm tin không? Mụn giá bao nhiêu? Lọc con này. Mụn lọc này. Bột rửa mặt dùng như thế nào? Giá bao nhiêu? Được, các bà Thơm cho mọi người xem nhá. Bột rửa mặt dùng như thế nào và giá bao nhiêu? Hàng đâu? Đấy thì mẹ nước. Đây nha, có cái bát gì trong cơ này không? Không thấy luôn, đấy quá. Có cái chậu bát gì trong đấy không? Xuống dưới đi. Anh dùng rất là đơn giản, như kiểu là bình thường ấy, như kiểu là bát bình thường ấy. Thay vì hàng ơi, thôi. Thay vì một bát người rửa trực tiếp thì cái này cũng đổ vào tay xong rồi tạo cái chè chè, nó chè chè cái nước, người xoa là nó tan, người xoa mặt mà nó có sao? Giá thì giãn thì tốt hơn ở mấy loại kia ấy. Giá thì bột mặt giảm giá, giảm xuống giảm 3.000. Còn mức giá là 7.000. Mọi người mình xem cái con gấu này mọi người nhá. Con gấu này là anh chuyển thấy ông. Cho chị một bột rửa mặt Thu Hoàng, cảm ơn chị Thu Hoàng nhá. Để em lên đưa cho chị nhá. Biết cách rửa cho thực tế luôn, mọi người biết cách rửa là thay thế sức rửa mặt hàng ngày. Đây nha, mẹ thơm vừa vào nhà vệ sinh để làm ướt da mặt đây. Mặt mẹ Thơm đây nhá, vừa làm ướt da mặt đây nhá. Đây vừa vào mình cho nước trắng này, mình làm ướt da mặt này, xong bột rửa mặt đấy nha mọi người, cho ít nước vào trong lòng bàn tay sạch sẽ nhá. Đây uống nước vào cho mình ngủ quá. Hoàng Nguyễn này. Mua đi mọi người ơi, mình rửa hơn một tuần nay rồi. Tuyệt vời không? Nha. Cứ đây bóng nha. Lên và rất mịn. Đúng, nhìn thấy chưa? Thôi rửa vào đảm bảo da nó sẽ sáng. Không còn sạm nám tàn nhang, nên là Thơm cho ít nước đây, vẫn còn thiếu nước. Ít nước vào trong có thể cho đi nước uống được. Không sao hết. Cái này hoa nhài đấy, hoa nhài. Đây, cái này hoa nhài đây, và Thơm cho nước sạch vào sọt sẹt đây, và Thơm rửa thực tế cho mọi người xem nhá. Đấy. Đấy, cứ thế đây là mình mát xa rồi đấy. Nó sẽ chảy đến bảo chết này, rồi là cái bột rửa mặt này có những kiểu là mình mỗi lần rửa những kiểu là mình mát xa cám gạo tam thất rồi hoa cúc hoa nhài trà xanh này đấy mình hỏi mọi người nhé, các bạn nữ trong đây có ai rửa mặt bằng cám gạo chưa? Chắc là có người rồi đúng không? Thì cái này nó cho cả cám gạo và các cái chất khác giống như kiểu mà người ta bạn nào ấy, cái này thì cũng như vậy đấy. Bà Thơm nha, ngày trước nha, còn đi đắp bột nghệ này, đắp cám gạo này, đắp lá tía tô này, đắp các loại nám nha. Ngày sau bận quá không đắp được cái gì cả, bà Thơm chỉ cứ dùng sữa rửa mặt, một rửa mặt này ngày mấy lần đấy, thích đó. Mọi người đây nha, đây nha, đấy. Massage nhẹ nhàng nhá, thấy không đấy. Đấy, chị hai lọ, chị Hiếu Miu ơi, chị để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Đấy, thấy không, đấy, chị để lại thực tế cho mình xem nhá. Đấy, mình lấy nước trà để làm luôn. Nước trà bàn tính lên thì chậm sao. Đừng lấy nước xăng cồn. Nói chung là mọi người cứ nhìn bà Thơm, mặt bà Thơm căng mà đẹp lên mình thấy không? Đấy, rất tuyệt vời đúng không? Nám này tàn nhang các bạn không phải đắp bất cứ một cái loại gì cả, chỉ rửa ngày 2-3 lần, 4 lần thì sữa rửa mặt này cho bà Thơm, xong rồi rửa lại nước trắng thôi. Cho các bạn dùng kem hay dùng cái gì tùy thích của các bạn, hợp loại da nào, hoặc cái loại sữa rửa mặt này dùng cho một cái tuổi dậy thì mà mụn đấy.
Bạn Thơm cũng có con gái nha mọi người. Con gái bạn Thơm hôm nay học lớp 6 nha. Đang dạy từ một đấy này, xong là dùng cái này rồi hết mụn nha. Khi nào bạn Thơm sẽ cho con gái lên livestream cho mọi người nhìn nhá. Ngày nay con gái mình ngủ rồi, ngày mai bạn Thơm sẽ cho con gái bạn Thơm lên livestream cho mọi người xem nhá. Đây này đấy. Đấy. 100k bây giờ giảm còn 70k, dùng 2 tháng 4 lần chỉ cho một xíu một bàn tay thôi, xong mình cho ít nước vào sạch sẽ thì bạn Thơm chữa đấy, mình có massage nhẹ nhàng nó long tế bào chết rồi, nó long nám, long tàn nhang, long mụn thông này, bạn Thơm không có cái mụn nào chịu thấy không đấy. Bây giờ nha, bây giờ bạn Thơm massage nhẹ nhàng rồi bạn Thơm dần đi sửa nước lã cho mọi người xem mặt bạn Thơm nhé. Mọi người mà ai bị những kiểu là bị dị ứng ấy, mọi người có những người bị dị ứng sưng cái mặt được, mọi người nên dùng sản phẩm này nhé. Nên là không sử dụng đâu, rất ít nha. Lạnh đến lắm rồi. Ăn đây được là bột thảo mộc đó là trong chất tự nhiên. Giống như kiểu một người nghe qua thì cái câu gọi là mặt nạ ngọc chưa? Người nghe qua là câu đấy chưa? Đắp mặt nạ ngọc không? Mua hàng. Có mặt. Với mình là toàn là mọc thiên nhiên hết, mọc hết nên là toàn mọi người bên mình hiện tại cũng rất là cân, nhưng làm cân thì chắc là chắc chắn là sẽ chậm hơn với cả cân là một đi hút mỡ của mình. Bữa ăn họ trả vậy. À vâng, đi hút mỡ của mình nha. Đây là một người kia tâm gì, thế là trả hàng trăm tâm được tự nhiên nhà mình cũng đúng chưa? Sau đó tiền mình còn đến nhà mình mua mọi người. Lấy trà giảm cân, lấy trà hoa nhà cũng buộc thưởng mắn cũng bao nhiêu anh? Trà giảm cân mọi người ạ. Trà giảm cân là trà sơn tra, chỉ được trà sơn tra là 60.000 nhé. Trà hoa nhà là 70.000 nhé. Một rửa mặt là 70.000 nữa. Đấy. Nhìn thấy bạn Thơm chưa? Vừa rửa thành bằng nước cái theo. Đấy. Nước còn đang đọng trên mặt rồi đấy. Rửa như vậy mọi người mới nhìn thấy là thực tế nhá. Không ngồi một gì luôn. À, chị hồng luôn nhá. Ơi, chị mua hàng thì lại số điện thoại của chị tư vấn cho chị nhá. À, bạn Thu Hiền ơi, số rửa mặt là mình đã giảm giá còn 70.000 một lọ đâu. Lọ là dùng lâu lắm. 2 tháng nhá. Dùng 2 tháng nhá, bạn nào muốn thử nhiều thì dùng hơn 1 tháng rồi hết thì mình cứ dùng thử đi. Rồi mình thử cảm thấy thích là lại đặt tiếp. Không yêu cầu các bạn thử mua nhiều rồi lại nếu mà đảm bảo không được thì các bạn có thể ở nhà mình đảm bảo 100% luôn. Chị em mình đi. Một dưới mặt là 70.000 nhá. Trà dưới ngủ là trà tân sen nhá mọi người ơi. Trà tân sen là của mình đây. Đây là tân sen nhá. 100.000 túi trà tân sen. Tại sao mà trà tân sen là đắt hơn trà hoa nhà trên trà? Tại vì tân sen là một cái nguyên liệu là quý hơn, nó có kiếm hơn, nó không phải có kiếm mà nó để làm ra 100 gram tân sen thì nó mất nhiều công sức hơn, mình uống nhiều khổ hơn. Cái gì tất cả các nguyên liệu của học vậy, cái gì dễ kiếm thì nó thường thường là nó thành thấp hơn, còn cái gì khó kiếm nó bổ hơn. Hello, xin chào Hiền Nguyễn đang xem, Nguyễn Nắp đang xem. Để mọi người vào bình luận đi, cái máy này không thì bình luận được, máy kia bình luận được. Đấy nha, mọi người đấy đi góp ủng hộ cả cho bé Hằng bồn 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 nha. Chị em nào mà có một người Hiền ơi, này. Hiền để lại vai số điện thoại nha. Chị Nam Phạm hay cảm ơn chị nha, chị nào ship cho chị hai bọc tim sen. Chị cô Phạm hay cảm ơn chị nha, tim sen thì bố mình rất là đánh ngủ đấy. Chị Nguyễn Thoa, một rửa mặt số điện thoại, cảm ơn chị nha. Chị Nguyễn Thoa, chị dùng được thì cảm ơn chị nhắn tin là nếu mà dùng mà thấy hiệu quả nhắn tin lại là phản hồi nhá. Sơn nhưng mà em chuyển tiền hàng luôn được không anh? Được. Hàng không đồng nhá. Được nhá. Má được. Nếu mà em chuyển khoản qua trước thì khi shipper ra đấy thì ra đơn không đồng, nó mất một đồng nào nữa. Nghe em nhá. Mọi người có thắc mắc thì mọi người để mình giải đáp được rồi. Ngủ quá. Ngủ làm gì? Nếu mà người thấy không, nhìn ra mặt bà Thơm vừa rửa sữa trước mặt xong bao giờ rửa thơm. Rửa lại một lần nước lã nhá, xong vào luôn được không? Đấy. Bột rửa mặt bao nhiêu ạ? Bột rửa mặt cũng 70.000 một lọ thôi. Còn trà giảm cân là được kinh là trà sơn tra nhá. Trà sơn tra rồi. Trà sơn tra gì? Không, trà sơn tra anh trả đã giảm rồi, giảm 6.000 thôi. 6.000 á? Ừ. Anh thở 6.000 đấy. Lỗ. Mình còn sơn tra mình còn khoảng 5-6 gói thôi mọi người nhá. Năm sáu gói của cha rồi. Ôm cái à? Gì là đâu? Thế để ở nhà dùng mà. Nên lên người. Còn 6-7 gói. Chưa xin. Còn 6-7 gói cho cha mọi người nhá. 80k là cũ nhá. Giá mới là 60k cho cha. Chào mọi người xem nhá.
Dạ sơn tra hại đường huyết, giảm lượng máu, ăn ngon tiêu hóa tốt, trợ tim ngưỡng ngừ điều kinh tăng dịch. Đúng có người qua Malaysia không không bật thuốc hút Malaysia thì em chịu rồi. Malaysia sang nhỉ. Thùy Linh Dương ơi, bà có gửi qua Malaysia xa không? Xa lắm gửi được Thùy Linh ạ. Thùy Linh có thể có quên. Viên. Không đủ viên. Lê Thị Dung ơi, nếu mà có người ở ngoài miền Bắc này mình có thể người nhà mình đi mà một tiểu bạc thương hiệu thì biển ơi, một tiểu bạc sơn hiệu họ Hương nha mọi người nha, an toàn lắm. Thương hiệu họ Hương, cái này là cái này sản xuất ở trên cái gì chè chè đâu, cái gì chè đâu, cái gì chè nhỉ, cái gì chè, cái này là sản xuất ở một người chị ở một người cháu ở gần nhà mình nhá, bột tự nhiên của nhà nghiền ra nha mọi người. Đấy. Chị này làm sản phẩm và làm nghề năm sáu năm người nha. Đây là sản phẩm an toàn đường biên. Chị đăng ký rồi, đăng ký là thương hiệu. Tôi chỉ dùng con này không ấy thì bạn không đọc lại cho mọi người xem nhá. Nó cần thảo dược của thiên nhiên cả nên là mình dùng thoải mái này. Bạch chuột này, dương quy này, bạch chi này, hoàng quỳ này, đậu xanh, đậu đỏ mình, đậu xanh, đậu đỏ mình dùng nước mặt nạ mọi người, đúng không? Hoa cúc, hoa nhài mình uống cái này. Rồi trà xanh linh chất này, cám gạo tam thất nhân sâm và một số thảo dược khác ở đấy. Còn thảo dược bạn Thu Hiền này, trà đấy là trà gì? Trà điều kinh và giảm cân là trà sơn tra nhá, em nhá. Sơn tra nhá, 6.000 một túi thôi. 8.000 thì giảm 6.000 thôi này, trà còn có không bị bó đi. Người mua hàng, người bình luận thì tư vấn. Lại đây hàng, mẹ khả năng ở xuống dưới đây. Áo ngồi đi. Chào mọi người nhé, bạn thân xuống dưới tí nhá. Pha với nước hả cô Thương, pha với nước cả một rửa mặt thì mọi người pha thật sạch với nước nhé mọi người nha. Mẹ thì mình vừa làm xong đây, mình đi mất ở cái đâu đây, ngủ sớm à? 13 tuổi dùng được không ạ? Dùng được. Ở nhà vẫn dùng được, mọi người dùng được nha. Cái này không phải là ấy đâu, không có học đâu, cái này là một rửa mặt từ thảo mộc cơ mà, bao nhiêu tuổi là dùng được. Tuổi nào cũng dùng được nha, 13 tuổi dùng tốt đi cháu nha. Dùng 13 tuổi chưa trắng da dần đó nha. 13 tuổi chưa dùng. 13 tuổi chưa dùng được mỹ phẩm của mình nên dùng một rửa mặt nha. 13 tuổi mẹ nhỉ? Dạ, 12 tuổi. Nu 12 tuổi đang dùng mọi người. Con gái là Thơm 12 tuổi. Ê, mọi người ơi, hôm nay đi ngủ mất rồi và Thơm nào tôi giới thiệu mọi người xem. Bạn Thu Hiền ơi. Trà sơn tra uống có ngọt không ạ? Trà sơn tra nó vị nó chua chua ngọt ngọt. Nó giống như cái quả tí tay chua mọi người biết không? Chua chua ngọt ngọt, ngọt hơn tay chua. Đây sơn tra là một loại táo ở trên vùng cao đấy mọi người nha. Táo sơn tra, táo này có chức năng là giảm cân tiểu kinh của người nha. Thắc mắc bạn nào đang bị đau bụng đang bụng nhỏ đến nhà mình đau bụng còn quằn người uống cái này sẽ tiểu kinh của nha, hoặc chậm kinh nha, hoặc sơn tra thì cho hai lát thôi là chua chua ngọt ngọt là cám độ. Có nên uống tập không? Có ai hỏi một số mặt đó không, bà Thơm tư vấn cho bà Thơm đi xuống nhà tí cho bà Thơm lên đổ một lượng nhỏ ấy, trước hết là mình rửa bằng nước làm ướt da mặt bằng nước trắng nước lã nha mọi người, sau bắt đầu là đổ một ít bột rửa mặt vào lòng bàn tay, xong rồi cho mấy giọt nước vào mình xoa xoa nó sột sệt nha, xong rồi mát xa da nhẹ nhàng mát xa da nhẹ nhàng xong bắt đầu là mình rửa lại nước, có thế là xong thôi. Người nào mà bách pha trà sinh ra cho bạn Thu Hiền nha. Trà sơn tra về đúng không? Bạn ở túi nha, bạn lấy cho mình hai lát trà, bạn cho vào một cốc như thế này hoặc là một kiểu pha trà nhà các bạn. Nhà nào nghĩ là nhà có pha trà, mình bỏ trong đổ nước sôi vào, nước sôi nhá, khoảng là 30 phút. Nước sôi là nó uống không? Phan Út nhỏ đang xem, cảm ơn Phan Hoan Hồ Chuyên này. Đào Đức Lễ thì cái gì giờ đã gọi. Cho cháu một hộp dùng thử Trang Minh ơi. Ok. Để lại bình luận có gì số điện thoại đi. Để lại bình luận số điện thoại cái địa chỉ nha cháu nhá. Cháu cứ dùng thử xong rồi lần sau là cháu lại bảo ba thơ ơi, gửi cho cháu một hộp nữa. Da cháu sáng lắm. Chị em nào phụ nữ ai muốn đẹp từ cái này từ tuổi này 10 đường. Có nghĩa là từ cái tuổi biết sửa sữa rửa mặt cái này có thể thay sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt nhiều người nó còn hợp với sữa nọ sữa kia nhưng mà có loại này hợp tất cả mọi loại da nghe mọi người. Rồi mình dùng cái này là da nó sáng đẹp nhá. Mấy cái bà thờ phụ hồ của bà Thơm ngày đó ở đây
Bên ngoài sao chị Thơm thì dùng cái loại gì mà đẹp thế? Thế là thì bà Thơm nên mua cho họ dùng cái này, hết họ lại mua này. Có Sao trà mà sáng đỏ hẳn không anh? Trà lá đỏ hiện tại anh thế nào rồi nhá? Giá bao nhiêu ạ? À? Có đỏ hai 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 Giá thì một loại bột rửa mặt như vậy là có bảy Các bạn cứ định là đúng 2 tháng rồi nhá. Có bột gì để lắp mặt vậy cô? Bột này không phải lắp mặt nha, bột này để thay thành sữa rửa mặt nha các bạn nha. Chị nhá. Cũng không ạ. Bằng này có các bạn bị loạn nó mất hết rồi này. Mình phải người đọc là máy này, người ta đọc được, Kim cũng đọc được. Mình qua sản phẩm mình cho mọi người biết mình không biết nha, bột rửa mặt là đảm bảo chất lượng sản phẩm này. Mình giảm giá còn 7.000 một lọ thôi, được 2 tháng. Được một thì 45.000 một tít thôi. 45.000 một tít này mọi người bao 1 tháng hết này, đầy 1 tuần. Dùng nhiều lắm các bạn, mình dùng 2 lần. 2 lần mọi người ạ. Nhưng mà mình đang dùng thích có phải nào cũng đủ. Không phải nghèo đâu, đâu cũng phải là cũng đủ. Người dùng nhiều quá à, mọi người không tốt cho da. Ai chị vừa mua hàng em ấy, để làm số điện thoại cho em nhé. Còn trà của mình thì mình giảm giá các loại trà ăn ngon này, ngủ ngon này, giảm cân này, lại sữa này, điệp kinh này, tiểu đường này, mắt gan này. Mình đọc các công dụng của các loại trà thôi, còn từng loại trà có những công dụng riêng ấy. Mình chỉ đọc khái quát là người trà mình là uống vào sẽ có chức năng gì không. Trà bằng cả bọc nha, không phải pha thứ gì đâu. Mình sắp nghỉ lan rồi đấy nha. Người mua sản phẩm thì mọi người bình luận với mình. Điện thoại mình sắp đi tìm rồi, không phải. Điện thoại ấy cũng đọc được mình bình luận. Mình chuẩn bị mình nhập một chút đồ ăn vặt để mình bán cho các bạn. Ờ, mình đã mình nhập xin vặt mình bán rồi nha, mình mua hàng rồi. Anh gọi cô Thương vào like đi, cô Thương đi vệ sinh. Ai để cái là đi vào vệ sinh nhé. Mình quay lại mình đi vệ sinh rồi mọi người. Mọi người mua sản phẩm gì không? Mình sẽ tắt like rồi. Mọi người mua sản phẩm rồi mình vẫn nay là mình tắt like rồi. Không thì mọi người, nếu mà mọi người không kịp làm mua thì hay làm sao thì mọi người nhắn tin trực tiếp qua Facebook mình nhé hoặc qua Zalo. Các bạn nào muốn mua mà mình ship thì mọi người ấn vào link TikTok TikTok của mình, mọi người mà đấy thì mua được. Nhiều người có người được những người không chẳng cả người nha, chào đến mấy người đang xem này, ít người quá còn mấy người đi ngủ chưa, một người đi ngủ hết rồi. Chào người chưa ăn ấy thì người mới chơi nhở. Chào hôm nay mọi người đi chơi, một người ngủ cạn rồi. Tôi đang uống để cho mọi người xem cái bát trà này. Mọi người thấy cốc trà mình chưa? Mình có cam thảo này, là cổ to này, hoa nhài trắng này, đi tự xem một xanh ở dưới cùng này, một cốc trà như này á, mọi người uống nhá, công dụng này, đau đầu mất ngủ này, thanh nhiệt giải độc bắc gan này, là một các thảo này, đi cái giảm cân giảm mỡ máu là hoa nhài, thế mọi người ạ, một chén trà là có rất nhiều công dụng nhá, cái này như kiểu người thuốc đông y vậy, mà uống cực kỳ nên sẽ uống không có khó gì, cái này mà các bạn nó không phải thuốc bắc đâu, bạn cứ đi học mang to là nửa lít, người bỏ vào đấy, người bỏ cái cục đá vào uống thì thơm ngon luôn. Cho chị thêm 2 hộp trà giảm cân, trà hoa nhài chặn của mình nhé. Chị Thu Hoàng, trước chị Thu Hoàng đúng không? Chị giờ thì là chị cho em số điện thoại địa chỉ đi để em liên lạc chị nhé, chị Thu Hoàng nhé. Những ai mà uống những sản phẩm mình rồi thì đúng rồi, mọi người biết mình ạ. Bên mình thì nhiều các cô chú bảo mua hàng qua lại bảo chà ngon lắm mình sẽ uống hết ở một tiếng đấy, nên là mọi người bảo vậy lắm, yên tâm sản phẩm toàn là sản phẩm, tại vì cái là mình dùng một sản phẩm không tốt mình uống chẳng lẽ mình hại mình đúng không mọi người, tôi mình uống của mình nói cũng khó cũng ngon, cái chà sơn trang này uống ngon lắm này, cũng chua ngọt ngọt nó thì gì cũng người dễ hiểu, đấy là quả cũng chua ngọt đấy, còn chưa bị mặn quả sơn tra đấy, cái mọi người uống ăn quả sơn tra thì ngon lắm, pha rất là ngon. Chắc mình chắc lại rồi. Chị đi nhỉ? Chị đi gọi mua hàng thì gọi em số điện thoại đi. Nó chỉ có một số điện thoại nhá. Trà giảm cân thì 13 tuổi được không ạ? Được rồi nhá. Đấy, tính trà giảm cân mình nguyên lý là như thế này, nó giảm được 100, giảm được mỡ máu. Thì không phải là hóa chất hay là gì đâu.
nên là tuổi nào cũng giảm được. Người ăn bình thường, người mà không muốn giảm cân, người uống cái này cũng được. Bản thân mình đây, hoa nhà không được giảm cân thì cần uống đây. Gầy nhưng mà giảm cân giảm mỡ thì phải giảm thịt đâu, cả mỡ thừa mỡ trong máu ấy, mỡ trong gan của người, tiểu gan thì mỡ hay, mọi người hiểu không? Là đấy là người uống sản phẩm này là người tốt lên rồi này. Thu Hoàng là chú Hạ đầu đóng chị nhé. Chị Thu Hoàng nha. Em phải xem có ăn được không này. Không, mình tăng này để tới hết xem rồi. À, mọi người ơi, có lẽ thì tân này mọi người ơi. Thôi mọi người ơi, đừng tắt À, lại Thu nha. Hạ, mọi người Gọi điện cho tôi tắt một đi cái nhé. nha. Cảm ơn mọi người xem nha. À, Chào tạm chắc biệt tại mọi người ngày có ba chị nha. cũng làm. À, với mình hiện tại là còn những mặt hàng như kiểu đồ gối này, sơn Sơn chai này, trà này, hoa nhài, hoa cúc. hoa nhài này, tham thảo này, trà sơn sen này, trà hoa cúc Ủa này. này. Còn bạn đâu, trà mình có khoảng bây giờ có sáu loại thôi. Mình có 6 loại thôi, với lại combo chỉ một người nha. Mọi người muốn lăn để răng, mọi người dùng bột rửa mặt Sipop có thể kéo 25 một nghìn. nha. Sipop 25 nghìn. Hello, xin chào mọi người. Cửa đi Tưởng mình nha. hơi đi ngủ rồi, tao đang tắt like. Thưa bao giờ bạn ơi, để sang cái điểm để sao nhá. Làm sao mà lại tắt like được? Nào. Để sao mà để sao Cưới. mà buổi á. Buổi đưa ra đây. Người. Càng. Ngoan không? Ê, sao mà cái này Hello, xin chào mọi người. Ngủ gì giờ này? Mới có 9 giờ, ngủ gì? Để chụp. Thấy một người xem đi, có ba người xem. cảm ơn Minh Tú nha, một trà cơm sen với phải cảm ơn Minh Tú nha, mình mới liên hệ các bạn không Hello, xin chào. Xin chào. mà mùa hè này 11-12 giờ nhỉ Thì sớm, giờ này phải yeah. sớm, nhưng mà thôi bây giờ mới dọn dẹp xong rồi. Tạm biệt quá nhiều điểm thì cả tối rảnh tay chị nói chuyện cũng vui vậy Toàn vớ vẩn chẳng hiểu gì hết. thế nhỉ Chào Thanh Xuyên, Phạm Minh Tú kìa. rồi quan Cảm ơn Phạm Minh Tú nha. Không được đấy đâu, cô đấy ăn đi, không được đấy đâu. Cô đấy đấy đâu mà. Cô đấy ăn đi, cô đấy đấy đâu mà. Hello, xin chào mọi người. Nguyễn Văn Cang này. Tôi xem bình luận của ta phải. Bình luận này, không máy xem không được bình luận. Không xem bình luận nào. Ném đuổi không? Tao đuổi Một trà tâm xem về Phạm Thị Cẩm Tú này. Một trà tâm xem. Cảm ơn chị Phạm Thị Tú nha. Một rửa mặt có trình cũng không à? Có Đúng nha. rồi, cái này là chị Mú mà. Đây nhá, bà Thơm để gần cái màu xem nhá. Chị Mú nó đẹp không? Mụn đầu tiên là cái mụn mà nó nhiều như vậy, cái sau dùng da nó sẽ sáng dần như vậy nhá. Có trà lẩm cân em chị ơi, bên em có ba trà lẩm cân nhé, trà lẩm cân sơn da nhạc 6.000 một tô, tức là 8.000 tổng 6.000 một tô, sơn da này 90 g, trà lẩm cân thứ hai là trà hoa nhài nhé, trà hoa nhài bây giờ 7.000 một tô, hoa nhài đây là này, hoa nhài tức là để uống này, trà thứ ba là trà mối là rẻ nhất và có 5.000 một tô như trà mối thôi nhé, là ba loại này có chức năng là giảm cân, giảm mỡ máu mọi người. Loại sơn tra này có thêm chức năng đó là có giúp tóc cũng như là điều kinh này. Cái bố thêm chức năng là lợi sữa thì là làm đẹp da sau sinh. Cân nhưng mà nó có cả công dụng riêng nữa. Có cả công dụng bằng đẹp da nữa. Nếu như có thể là mang thai, sau khi mang thai đẹp da thì dạng nó kinh nó không đẹp. Quanh ngang toàn có phần chẳng hiểu gì cả. Cái này là bán hàng nha. Livestream để bán hàng đồ dùng nha. Không hiểu thì thôi nha. Không hiểu thì mời bạn ra ngoài nha, bạn đừng bình luận lung tung ở đây nha. Điểm thân lắm. Thế này. Buổi buổi anh cái là buổi buổi người ta buổi buổi ai là quả chua gọi cho mình cổ đấy. Không nhỉ? Con dâu mà buổi chua là luôn. Hello, xin chào mọi người. Mình mới mua hàng cho bạn Thơm đi nha. Bạn Thơm lấy lại ạ. Cái này là một cái này là mụn nha, mụn đầu đen, đầu đỏ, đầu các loại đầu, nhưng mà nhiều nhiều người ấy, nhiều bạn ấy thì mụn lên trở đây là mụn chi chít này. Nhưng mà mình dùng cái này lột mỗi một tuần một lần đúng không? Hết mụn là mình bôi kem là phải thẩm thấu nha. Còn cái loại người nào mà dùng các loại mỹ phẩm thì mình không bán mỹ phẩm nha. Bởi vì mỹ phẩm mỗi một người một loại nên không bán mỹ phẩm, nhưng mà cái này thì chỉ
Thì mình rửa cái này xong là mình rửa mắt ra, mình rửa xin xong rồi mình cảm ơn chị bôi nha, bỏng như cho da đẹp và thơm thấy không, thấy không? Rất đẹp không? Em cảm ơn chị Trân Trần Huyên nha. Hai mình hoa lại. Hoa lại. Hoa lại cũng là hoa nhài đấy. Đó là tên là giống nhau hết chị nha. Cảm ơn chị nha, em gửi chị xong. Em gọi điện cho đơn qua, gọi cho đơn. Thu Hoài nè. Chị gửi cho em địa chỉ số điện thoại, mai gửi luôn cho chị một trà giảm cân, trà hoa nhài, trà nội mối, một hộp sữa rửa mặt. Thu Hoàng, cảm ơn Thu Hoàng nha. Cảm ơn chị Thu Hoàng, đi số điện thoại cho được đi con. Cảm ơn chị Thu Hoàng nha. Chị Phan thì cầm cầu rút cho em, số tài khoản em chuyển khoản cho anh trước nha. Phan thì cầm cầu hôm ơi, thì em nhắn tin cho anh nha, để được anh sợ anh chẳng được cái nhắn thì là đứa em này. Anh nhắn tin cho anh nha. Chứ cái khoản của anh làm đơn không đồng nhé. Thì một bao nhiêu cô? Cô giảm qua giá khoảng 70 nghìn thôi. 70 nghìn mà dùng được 2 tháng nha cháu nhá. Chị ngủ nha, đẹp nha. Ok nha, làm đơn trả tiền cho cô để đến ngay chứ được. Đây không đồng này em phải nhận đơn lấy thì em cũng bắt đầu làm. Thì đỡ mất tiền được ai nhận được. Ra đây là bảo. Ôi, em ơi, hôm nay em lại live stream nhìn em xinh gái và trẻ gái 18 em thương ơi. Ê chị ơi, em dùng cái loại này đây. Đấy, dùng cái loại này nâng da sáng này, nhìn này, không có mụn, có nám nữa. Đấy, lấy lại tuổi xanh xuân nhá. Năm 17 tuổi em đi đây trời. Người vừa về trên dòng của anh em đẹp ạ. Nghĩa là sự quân của đời của tôi. Ông đi, thôi luôn. Bọc lòng thế đẹp. Muốn ăn đi, muốn ăn đi. Bữa qua bóc là nhẹ dòng. Nhẹ dòng xích xa đến giờ chưa được mấy bữa là mồm. Không biết bữa chua bị ngoặt con đâu anh. Ờ, chờ xong rồi anh xem nha. Ông muốn làm một ngày tin cho mình để số điện thoại nha. Chả là cân chả chức năng ngủ ngon, ăn ngon ngủ ngon. Anh nhìn vào chồng đây kể đây. Đâu? Để sẵn từ kia được vừa hàng ăn này. Nếu mà nó chua là không phải do người trồng cây nha. Hàng bưởi này mà là chua ấy là do hàng là bổ. Lê Thu Thảo. Lê Thu Thảo ơi. Cô Thơm lúc nào cũng xinh vậy. Tuy cô Thơm có cháu nội rồi nhưng mà cô Thơm cứ xinh vậy. Nói chung cũng xinh mấy đâu, khen quá có thơm, cũng sợ đâu, cũng cao. Ngọt vậy. Không có nước, trừ một điểm, cho người bổ. Bổ bởi không có nước là do hàng rồi. Thì bọc lên, em bơm nước. Cái thứ hai, bưởi ăn được sao nó ngọt không? Nó có chua là 100% do hàng. Bổ, chết được. Có nghĩa là ngọt là hiền đúng không? Bao nhiêu hộp vợ em một hộp này cháu đang bán là 70.000 à? 70.000 một hộp mà hộp này chỉ được 2 tháng thôi mọi người. Chà, nó chà nó cũng hết rồi. Ăn quỷ ăn hết lại. Bưởi cũng mọt không chua, đã được. Còn dâu đã nhận được. Hiền. Một ăn bưởi nhá. Một người cũng không phải là bổ bưởi. À bổ bổ bưởi mới ngọt mà là hiền không mọi người. Ngon lắm. Ý nhân là sao được một người? Bạn tay em, mình nhận bổn cho xem được rồi. Chưa? Em nổ bổ ấy. Chú à? Chán hết rồi. Bổ bửa ý nhân là tại con dâu rồi đúng không em? Chị mới bỏ bên ngoài. Con dâu rồi trên con dâu là bổ bửa ý nhân là lại luôn. Có bửa nó nhiều nước mà bổ bửa theo ý nhân. Tối đêm đây live stream ăn này, người bảo là người nhà live stream phải ăn. Bây giờ hello, xin chào mọi người, mừng lên bảy nhá, mọi người mua gì ủng hộ để lại tin nhắn và số điện thoại cho mọi người. À, có người vừa gọi điện Zalo cho tôi cảm ơn chị nha, sân bay thì em cảm ơn chị nha, hiện tại sân bay chưa nghe được.
bột rửa mặt thảo dược nha mọi người. 100 k bây giờ giảm xuống còn 70 k, 70 k mình có thể rửa được 2 tháng nha, thay sữa rửa mặt dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú nha. Có đậu xanh, đậu đỏ nha, hoa cúc, hoa nhài, tam thất, nhân sâm nha, cái này kết hợp của thiên nhiên mọi người. Da mặt dùng xem rất đẹp, da mặt nó thơm rửa đấy, mỏng không, mỏng không? Và thơm vừa rửa xong đấy, da mặt rất mỏng, rất mỏng. Ngon đấy, ngon đấy mẹ. Riêng cái bưởi này ngon như này, con cảm thấy là xứng đáng. Con gái lại giới thiệu con gái. Giờ luôn, cái cửa này đâu? Ngon đấy, bưởi ngon đấy. Thảo ơi, mang cái này xuống cho chào mọi người nha, một giờ thì con nhà tôi nghỉ, hôm nay người ta xem con buồn, hôm nay là sớm nghỉ. Nếu thêm một hộp bột rửa mặt 70 k, cảm ơn chị Trần Trần chị bà Nguyên nhé. Bột rửa mặt chị muốn đấy, chị số điện thoại đúng không nhỉ? Để số điện thoại chị sao để em liên hệ chị, em gọi điện chị cho em nhé. Không em cần thêm cái gì nhá? Không em đặt à, em chị vừa gửi riêng chị vào Zalo, cảm ơn chị Thu Hoàng nhá. Em thấy nhận rồi chị ạ. Gói gói co co hai gói co hai co xong nhỉ, chị muốn gặp gì nhỉ, không hiểu được. Có số của chị mới chốt, có số chị mới chốt đấy, sao nhỉ, có số chị mới chốt là sao nhỉ, chị để số điện thoại em đi, xong em gọi điện cho chị nhá, không phải là chị bị đeo đâu. Không nên là khi nên chị luôn nhé, khi nên chị để đi một phát nữa đi mình. Mọi người ơi, chắc là mình tân ai rồi nhỉ, để mình đi nhắn tin với khách hàng đã, để xem ai phải thì chị đi về. Cảm ơn chị Thanh Hiền nhá, em có số chị lại đi rồi. Em tân ai mọi người ơi, chào mọi người nhá, người chúc mọi người một tối vui vẻ nhá. Thì bây giờ em sẽ tìm thì liên hệ với người có mua hàng á, thì mai người ta đi làm hết đi, em đi ăn lúc có bưởi đi ăn hết rồi, đi ăn hàng ăn hết rồi. Chào mọi người nha, ngon thường thì phải mua, có thường là phải mua đấy. Đâu còn ai có thằng nào còn mấy người bác là có ông có ba chị cũng có thường là phải mua đấy. Còn mua hàng à? Tôi quản nha mọi người, các bạn mình nhé mọi người nhá. Đâu hết rồi, hết rồi mua hàng rồi. Em phải đọc được điện thoại lâu rồi thì. Ôi chào mọi người nhá, mình liên hệ với khách hàng đây.